Hạn chế thịt, người axit uric cao có thể ăn loại protein nào để vẫn đủ chất? 1. Đậu phụ. Đậu phụ là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời cho cơ thể. Bên cạnh đó, chúng còn chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn cần. Đậu phụ cũng cung cấp chất béo và nhiều loại vitamin và khoáng chất, trong đó lượng sắt và canxi cực kỳ nổi bật, có thể giúp làm chắc khỏe xương và tăng cường hệ thống miễn dịch. 2. Các loại hạt. Các loại hạt như hạt điều, mách ca, óc chó, hạnh nhân không chỉ có hương vị ngon mà còn chứa hàm lượng protein dồi dào. Bên cạnh đó, những loại hạt này còn chứa các vitamin và khoáng chất, giúp điều chỉnh lượng cholesterol xấu trong máu. Hạt còn có một lượng axit omega 3 dồi dào, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ não bộ. Những loại hạt này còn dễ tạo cảm giác no bụng nên có thể là thực phẩm tuyệt vời cho người bệnh gút. 3. Các loại đậu. Trong đậu chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đậu chứa đến 20 loại axit amin, hợp chất cấu thành protein. Còn có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng có trong đậu, có thể kể đến folate hay polyphenol. Hàm lượng protein trong đậu cực cao khiến chúng có thể trở thành sự thay thế tốt cho thịt và hải sản, món ăn mà người axit uric cao nên hạn chế.